Sau cùng ở lâu định nhiên mà kênh trên YouTube Ema Thy Thy sống chú nơi bộ đồn miền xa lập bạc. Xong ra bộ đồn miền này đáy cứ lực dụng màu tệ tông tên nâng cả nhà miền Sony tá nâng lâu dấu nổ. Miền Sony tá ban bằng hành ở khơi bị sạp hiệp play chạp tăng bị chiến trường cho nên bị bỏ mập hình. Đòi đầm bố niên chạp đàn phơi khốn play đòi cả hiến liện nơi xâm liệt bằng bẹ sạch sĩ hiến bên trên sạch. Tại phở ỏi rong nơi cà rì côn khắc lạ, đồ hốt đào miền chìa phầy khắc cử bàn dọc rụng nẹ niêng tới cắt to, thưa chìa bộ đào miền mình lọ phòng đài. Đà ra srei đà miền rồi hạ sân niêm rì chân đi cổ má, cử đam tùm nẹ tùm nông, hạ đôi chìa plai nâng ở sạch lùm mốt, cha chìa mũi nâng ổ rò sông ha, đà chân điếc nâng nông bọt đà càm hòng mét, nâng rung vông pi từ bây sập đá chống còi, tam đà dễ rụp hiệp chìa seri mũi, hai mũi tiết chập tăng bị bộ kê, trợ bàn đằng thá chập đai khía sầm đai nâng nông sai hiệp dân mũi rụp bọt hòng mẹ. Đầm bông lái cái khơi miênសូនីតា tai mình để ai chỉ để bằng họ, còn tai thay ní khang prao cái chập đầm bằng hang bị hiệp chật nát tam đà dễ rụp hiệp đôi khía, nên lỡ Instagram rụp bọt lộc hòng đài. យ៉ាងណាខាងស្រីហាក់សកម្មជាងក្នុងនោះហើយក្រៅពីបង្ហោះនៅរូបភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងភរិយាខាងប្រុសហើយសូនីតានៅបន្ថែម caption តែអារម្មណ៍ថែមទៀតដែលមានភាពទាក់ទាញក្នុងផ្លូវស្នេហាដែលធ្វើឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ដូចជាពាក្យថាស្អប់ក្រសែភ្នែកនឹងណាស់មើលគេម្ដងម្ដងចង់សន្លប់ឬហេតុអីបេះដូងមួយនេះចេះតែលោតញាប់អញ្ចឹងជាដើម Đại dục khánh pi tùm nẹ tùm nông đại tệp chạp bồn lột ní nòm ỏi mình ca kết xong say nâng mình tờ chỉ tràn thà ta ở với đai đà ra bảo ban thuơ nâng cầm bồn thuơ ní chỉ cả bật đai rửa tì khả nạ đai nẹ khá ai tha chỉ cả bật đai bụ kê cứ cho rùm ọp ọ xa tố tham tiệt phong thà số nị tè nâng số nốt bất chỉ xong khả nị khẳng bố cứ sọc xa át chụp chùm bó sóc cho mùi nâng bó xong hà Bọn ta nè khá có mình chưa tha bộ kế Đói xong ăn lờ hạt pho tha là ra tầng phí cư bằng hàng Phép nợ sná squad ní cư chứa đường thòm ở đá Đại bộ kế trán phơ rụi mọc hời Hai mươi giáo viên tiết, miền Sơn Nị ta có tài đại bằng hai việc sạch na cho môi lâu số nốt, rất tâm mình trồng lại, buộc phải nít nô có đằng thế, bộ kết ban đang cầm phong từ rùm kia sụp đai nhặt nông sai bị dồn môi rồi bỏ hỏng mẹ, đại tầm nặng bao bị thi công bị lý tránh thọt cả bị bé thay thay này, đôi chân hai tầm nệ tầm nông đại bầy mật ban khơi nhập bầy nít cứ cron tai chia chấm hai đại sạch sót, bị kết thọt rướng tai bẩn nọ, rất ta sầm khăn trên này tiết nó rì trên này cầm mà. នៅមានរឿងចាំមិនដាច់ស្រឡះមួយទៀតគឺកន្លងមកនាងបានរងពាក្យចចាមអារម្មណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាភេទដូចគ្នាជាមួយនឹងថយការស្រីម្នាក់ដែលកន្លងមកភេកីក៏មិនដែរបានជំរះនៅរឿងមន្ទិលនេះដែរដូច្នេះហើយអ្នកដែលតាមដានសន្និដ្ឋានថាប្រសិនបើចចាមអារម្មណ៍នោះគឺជាការពិតមានន័យថាសូនីតារត់តែមិនអាចមានស្នេហាជាមួយបុរសណាម្នាក់បានឡើយព្រោះក្នុងពេលនេះមុនពេលដែលនាងជំរះរឿងទាំងអស់នោះឲ្យជ្រះស្រឡះក្នុងនោះសូម្បីតែជាមួយសូណូក៏ដូចគ្នា បាទទោះបីជាមានការកាត់ស្មានបែបនេះឬក៏បែបនោះក៏ដោយចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងលោកសូណូដែលជាការវិវត្តចុងក្រោយនេះគឺមានសូនីតាបានបញ្ជាក់ថាពួកនាងមិនមានអ្វីលើសពីការរាប់អាននោះទេក៏មិនមានអ្វីលើសពីការសម្ដែងនោះដែរនាងបានបន្ថែមទៀតថាការរាប់អានតារាប្រុសខាងលើគឺទុកត្រឹមតែ ជាចុងក្រោយទំនាក់ទំនងរវាងមានសូនីតានិងសូណូធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ទំនាក់ទំនងរបស់សុខសមាវតីនិងលីវ៉ាហេតដែលនឹងដូចជាតារាប្រុសស្រីជាច្រើនគូទៀតផងដែរដែលដំបូងឡើយគឺព្យាយាមលាក់បាំងនឹងបដិសេធពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេតែចុងក្រោយពួកគេក៏ទទួលស្គាល់ការពិតថាពួកគេគឺពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាពិតប្រាកដនោះមែន ដូច្នេះហើយគឺចង់ដឹងថាតើសូនីតានិងសូណូតើកំពុងតែ គ្រាន់តែជាការសម្ដែងឬក៏មែនតែនោះតាមដានទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតរវាងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរថ្ងៃណាមួយយើងនឹងបានដឹងពិតប្រាកដចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកសិកម្មបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត